Lần đầu tiên Admin Khám Phá Bí Ẩn gửi lời chào các bạn và gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trên toàn thế giới đã đồng hành cùng Admin Khám Phá Bí Ẩn thời gian qua và Admin Khám Phá Bí Ẩn một lần nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn đừng quên nhấn subscribe và share để Admin Khám Phá Bí Ẩn có động lực để sản xuất ra những video clip hay nhất, hấp dẫn nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại. Tuổi thơ xem Tây Du Ký đến cả chục lần, nhưng bí mật động trời về trái đầu tiên hình em bé mới thực sự khiếp sợ. Hình ảnh những quả đầu tiên nghìn năm mà nhân xăm hình hài đứa trẻ vẫn ám ảnh người xem trong từng thước phim của Tây Du Ký. Bộ phim Tây Du Ký được phát sóng năm 1986, có lẽ là bộ phim tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ người Việt nói riêng và châu Á nói chung. Và sự thật về hình ảnh của những quả đầu tiên và nhân xăm nghìn năm trong phim vẫn luôn là bí mật mà người xem muốn khám phá. Sự thật về củ nhân xăm có hình hài đứa trẻ ăn vào bức tượng nghìn năm. Theo nguyên tác của tiểu thuyết Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân, cây nhân sâm là một cây ăn quả, có hình em bé sơ sinh hay bào thai. 3.000 năm mới ra hoa, phải đợi thêm 3.000 năm sau nữa mới kết quả. Muốn quả chín ăn được lại phải đợi thêm 3.000 năm nữa. Tất nhiên, đó chỉ là hư cấu cho phù hợp với cốt truyện đầy vi diệu của Tây Du Ký. Tuy nhiên, để có lời quả giống như nguyên tác mà diễn viên vẫn có thể ăn ngon lành không hề dễ dàng, nữ đạo diễn Dương Khiết đã mời một số người trong viện nghệ thuật tỉnh tới giúp sức và sau một thời gian bàn bạc kỹ lưỡng, mọi người đã quyết định dùng chính củ sắn tỉnh Tứ Xuyên để tạo ra loại quả nhân sâm mang hình hài em bé. Sau đó, đạo diễn Dương Khiết đã phải huy động một số lượng lớn người tới giúp sức để tạo ra hàng trăm củ nhân sâm bằng cách cẩn thận, điêu khắc trên thân củ đậu cho ra hình em bé trong tư thế ngồi, rồi phụ phẩm màu cho thêm phần sinh động. Trong phim, nếu để ý kỹ, sau khi Tôn Ngộ Không cắn quả nhân sâm ăn, khán giả có thể thấy phẩm màu dính vào tay Lục Tiểu Linh Đồng. Còn về phần diễn viên, cây nhân sâm để có thể gắn số quà kia vào rồi quay phim, đạo diễn Dương Khiết cũng quyết định chọn một cây cổ thụ của nhân vật lịch sử Trương Tòng đời Hán cho trồng với tuổi đời hơn 1.700 năm, chiều cao 6,3 m. Cây nằm ngay trong công viên văn hóa thành đô tỉnh Tứ Xuyên. Bất ngờ hơn là địa điểm đó cũng là phần đất có khu mộ phần của cha đẻ đạo diễn Dương Khiết. Sự thật về vườn đầu tiên huyền bí chịu quả, ăn vào trường sinh bất lão. Theo nguyên tác của tác giả Ngô Thừa Ân, quả đầu tiên cũng không kém phần vi diệu như củ nhân sâm trên, khi mà quả đầu ra hoa kết quả cũng mấy ngàn năm, và quả chín thôi cũng mất 9.000 năm, tất nhiên ăn vào thì cũng sẽ trường sinh bất lão. Vì thế, để làm ra quả đầu tiên phù hợp với tính chất thần thánh, lại có thể để cho Tôn Ngộ Không cắn quả ăn càng giống, như một bài toán khó. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cố đạo diễn Dương Khiết đã nghĩ ra một cách là cho người trong đoàn ngày đêm tạo ra quả đào giả cho phù hợp bằng tre và giấy màu. Mọi người trong đoàn phim phải dùng những thanh tre đan vào nhau để kết khung hình cầu, sau đó là dùng dây thép để cố định lại. Tiếp đến, họ dùng giấy bìa dán phủ bên ngoài, cuối cùng là quét sơn để cho ra màu sắc giống y như một quả đào thật với kích cỡ khổng lồ như những quả đầu tiên thường thấy trong những bức họa dân gian. Thêm vào đó, họ phủ bên ngoài những mô hình giấy và khung tre một hỗn hợp bằng gốm và đồng, sau đó mới sơn màu để khi lên phim, những quả đào giả này sẽ trông ngon mắt hơn và chân thật hơn. Đạo diễn Dương Khiết còn quyết định mua những gốc cây đào thật ở những khu vườn ngoại ô Bắc Kinh, sau đó trồng chúng vào studio rồi vặt hết lá và gắn lá giả lên. Tuy nhiên, cái khó hơn nữa ở phương cảnh đầu tiên này là Tôn Ngộ Không phải cắn đào ăn thật. Cũng nhờ vào sự tài ba của đội ngũ làm phim, họ đã nghĩ ra cách nhét quả đào thật nhỏ bé hơn vào trong thân quả đào giả. Sau đó, đánh dấu chỉ để Lục Tiểu Linh Đồng biết, đến khi quay phim, ông chỉ việc nhắm vào những chỗ có quả thật mà cắn ăn thôi. Tôn Ngộ Không bị giam 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn, ẩn ý thăm sâu đằng sau là gì? Nếu như Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân là tuyệt thế kỳ thư vĩ đại nhất trong tứ đại danh tác, thì bộ phim cùng tên của đạo diễn Dương Khiết cũng xứng đáng được tôn vinh là tác phẩm bất hủ nhất của điện ảnh Trung Hoa. Làm nên thành công ấy phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các nhạc khúc trong phim, và trong những nhạc khúc bất hủ ấy có một bài hát mà dẫu chỉ xuất hiện trong một phân cảnh nhỏ của phim nhưng lại khiến lòng người mãi bồi hồi da diết. Đó chính là bài hát kể lại tâm sự của Tôn Ngộ Không suốt 500 năm bị đè dưới Ngũ Hành Sơn. Không hào tráng như ca khúc mở đầu Đường Chúng Ta Đi, không tươi vui ngộ nghĩnh như Ngộ Không Trộm Đào, lại không ngọt ngào trong sáng như Tình Nhi Nữ. Vậy mà 500 năm bãi bể nương dâu cứ vương vấn mãi trong lòng người xem. Có một điều đặc biệt là dù được biểu diễn bằng giọng nam hay giọng nữ, có ca từ hay giai điệu không lời, trên nền nhạc của nhạc cụ hiện đại hay dân gian, và cho dù người nghe có hiểu ý nghĩa của bài hát này hay không, thì tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được một điều gì đó rất da diết, rất mênh mang, một cảm xúc nào đó thật khó diễn tả bằng câu chữ, tựa như lời nhắn nhủ chạm tới tận sâu thẳm sinh mệnh con người. Vì sao lại như vậy? Nếu chỉ tìm trên bề mặt câu chữ, khó có thể tìm ra ý vị sâu xa mà bài hát muốn nhắn gửi tới người đọc. Đó là bởi bài hát ấy gắn liền với cuộc đời của Tôn Ngộ Không. Từ khi thác sinh từ tảng đá trở về Tề Thiên Đại Thánh tung hoành ngang dọc giữa trời đất, sau phạm tội đại náo thiên cung mà bị đè dưới chân núi Ngũ Hành, nhớ về quá khứ huy hoàng tiêu diệt tự tại để rồi xót xa cho hiện tại đã an bài. Bởi lấy cảm hứng từ nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân mà một cách tự nhiên 500 năm bãi bể nương dâu cũng mang trong nó cái phần hồn phần thần mà Ngô Thừa Ân muốn gửi gắm. Bởi vậy, hãy cùng trở về với nguyên tác Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân trước khi nghe lại bài hát, bạn sẽ khám phá ra những ý vị thâm sâu đằng sau giai điệu ấy. Tôn Ngộ Không sinh ra từ tảng đá, hấp thụ linh khí của đất trời. Mở đầu Tây Du Ký kể về thời thiên địa còn hỗn độn, đất trời còn mờ mịt chưa phân. Rồi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế định ra nhân luân. Đây là nói về việc nhân loại đã khởi đầu như thế nào. Tiếp đó là sự ra đời kỳ lạ của Tôn Ngộ Không. Ngộ Không sinh ra từ tảng đá trên ngọn Hoa Quả Sơn. Ngọn núi này vô cùng đặc biệt, được miêu tả là mạch tổ của người Châu, là Tây Long của ba đảo bỏ lại, tự mở giữa trong đục mà đứng lên, phân rõ mờ mịt mà tạo thành, thật là một dãy núi quý đẹp. Còn nói về tảng đá, đây cũng không phải là đá bình thường mà là đá tiên, mang tinh khí của tạo hóa. Cao 3 trượng 6 thước 5 tấc, hợp với vòng dời 365 độ, vây tròn 2 trượng 4 thước, hợp với lịch chính 24 khí, trên có 9 khiếu 8 lỗ, tương ứng với 9 cung 8 quẻ tả rằng. Có lẽ từ khi sinh ra, tấm đá cảm thụ linh hoa của trời đất, của mặt trời mặt trăng nên mới linh thông được. Trong tấm đá lại có một tiên thai. Một hôm tấm đá tự nứt ra sinh một trứng đá to bằng quả cầu lớn, gặp gió hóa ra con khỉ đá, đủ mặt mũi chân tay. Con khỉ đá liền học cào học chạy, vẫy lại bốn phương, hai mắt có hào quang sáng rực lên tận trời, làm kinh động đến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Như vậy, Tôn Ngộ Không là được thiên địa hóa dục mà thành, sinh ra đã mang sẵn tinh hoa của đất trời. Tuyệt nhiên không phải là con khỉ tầm thường nơi trần thế. Điều này cũng phù hợp với cách nhìn nhận của Phật gia về sinh mệnh con người. Vậy, vì sao con người lại có mặt trên trái đất này? Ấy là bởi qua tháng năm dài đăng đẳng, các sinh mệnh không còn giữ được bản tính thuần khiết như thuở ban đầu, nên mới rơi rớt xuống đến đây. Đó cũng là điều mà các tôn giáo và các nền văn hóa cổ xưa đều nhìn nhận. Thánh Kinh chép rằng Thiên Chúa Giê-hô-va tạo ra người đàn ông và đặt tên là Adam, sau lại tạo ra người đàn bà và đặt tên là Eva. Còn trong huyền sử Hy Lạp, hai anh em thần Prometheus và Epimetheus đã phỏng theo hình dáng của các vị thần mà tạo ra loài người. Tại phương Đông, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, nữ Hoàng Oa đã du ngoạn khắp đó đây giữa trời và đất. Và khi bay lượn dọc theo sông Hoàng Hà, nữ Oa cúi đầu thấy bóng dáng xinh đẹp của mình và bất giác vui mừng. Bà đã quyết định dùng bùn đất dưới sông nặng một người theo hình dạng của thần. Đại náo thiên cung, đại thánh bị giam dưới ngũ hành. Ngộ Không có xuất thân cao quý như vậy nên căn cơ cũng rất phi phàm. Bởi vậy mà Tôn Ngộ Không là người duy nhất trong chúng đệ tử được Bồ Đề Tổ Sư bí mật trao truyền cho tiên đạo. Ở đây cũng cần nói thêm rằng đạo gia khác với Phật gia ở chỗ Phật gia chú trọng tu thiện nên giảng phổ độ chúng sinh. Nhưng đạo gia thì không như vậy, đạo gia giảng chân chú trọng thanh tu độc tu. Vì vậy mà sư phụ dù có nhân đạo bao nhiêu đồ đệ thì trong đó chỉ có một đệ tử được chân truyền. Trong truyện cũng viết, vào đêm khi truyền đạo Pháp cho Tôn Ngộ Không, Tổ sư Bồ Đề đã ngâm bài kể rằng chữ đạo rất diệu huyền, tu đâu phải chuyện bẩn, gặp người tốt mới truyền, nếu không thành nói uổng, miệng mỏi lưỡi khô phiền. Vì biết Ngộ Không là trời đất sinh ra, là người căn cơ phi phàm, nên Bồ Đề Tổ sư mới bí mật truyền cho phép trường sinh màu nhiệm, sau lại dạy cho 72 phép thần thông biến hóa. Kể từ sau khi tu học nơi Bồ Đề Tổ sư, Ngộ Không đã có thể đi mây về gió, chứng đắc tiên quả, không chỉ chấn nhiếp các quỷ thần khắp bốn bể nghìn non mà còn kinh động tới thần tiên trên thượng giới. Thế nhưng khi càng trở nên thần thông quảng đại, càng được chúng thần kính nể, thì Tôn Ngộ Không lại càng trở nên kiêu ngạo và hống hách. chê Bật Mã Ôn là chức quan quàng nên tự dưng cờ Xương Vương Tề Thiên Đại Thánh ở trên thiên đình mà náo loạn thiên cung, trộm đào tiên, uống ngự tửu, lấy cấp tiên đan, giao đấu với Na Tra, đại chiến Nhị Lang Thần. Sau cùng lại dở thói ngông cuồng trước mặt Phật Tổ và đòi Ngọc Hoàng Đại Đế phải nhường ngôi cha mình. Nếu so sánh với Ngộ Không thuở mới tầm sư học đạo thì quả là khác xa. Lúc ấy đứng trước mặt tổ sư Bồ Đề, Ngộ Không từng giới thiệu rằng: "Con không có tính gì cả, người ta chửi con cũng không giận, người ta đánh con cũng không thù, chỉ lễ phép với người ta mà thôi." Vậy mà giờ đây, khi đứng trước mặt Phật Tổ thì Ngộ Không lại ngang nhiên tuyên bố rằng: "Luyện được trường sinh nhiều phép thuật, học tài biến hóa rộng vô biên, chỉ hiềm hạ giới còn eo hẹp, lập chí lên trời chiếm cửu thiên. Bảo điện lẽ đâu trời ở mãi, nhân gian vua chúa vẫn chi truyền. Người làm chủ nhường ta chứ, thế mới anh hùng dám đứng lên." Ở đây có thể thấy rằng kiếp nạn 500 năm dưới Ngũ Hành Sơn không chỉ là báo ứng cho tội danh đại náo thiên cung, mà nguyên nhân sâu xa hơn chính là do tâm tính Ngộ Không đã rơi rớt xuống phía dưới, không giữ được bản tính thuần thiện lúc ban đầu. Phật gia giảng rằng sinh mệnh chân chính của con người là được sinh ra trên thiên giới, nhưng hễ tâm tính biến đổi không còn tốt nữa cũng tức là tạo nghiệp, cá nhân ấy sẽ mang nặng tâm phàm mà rơi rớt xuống phía dưới. Không chỉ riêng Tôn Ngộ Không mà từ lai lịch của các nhân vật trong Tây Du Ký chúng ta có thể thấy được điều đó. Đường Tăng vốn là Kim Thiền Tử, là đệ tử thứ hai của Phật Thích Ca Mâu Ni, chỉ vì khinh mạng Phật Pháp mà bị đày xuống hạ giới, rốt cuộc phải tu luyện lại từ đầu. Còn Trư Bắc Giới thì treo ghẹo Hằng Nga, Sa Ngộ Tĩnh lỡ tay làm vợ chén lưu ly, Tiểu Bạch Long phóng hỏa đốt viên Minh Châu. Đó đều là tội nghiệp khiến họ bị tước bỏ thần vị và phải mang thân phàm mà tu luyện mới có thể quay trở về. Vậy nói đến đây, ta có thể hiểu được ẩn ý của cái tên Ngũ Hành Sơn. Đạo gia giảng về âm dương ngũ hành, coi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là 5 yếu tố cấu thành nên vạn vật. Nhưng ngũ hành dẫu sao vẫn chỉ là vật chất của tam giới, chứ không phải nơi thượng giới. Bởi vậy, Ngộ Không bị đè dưới núi ngũ hành cũng chính là bị chôn vùi nơi trần thế, bị khống chế trong cái thân xác phàm mà không thể tự tại tiêu dao. Người ta nói, con người đến nơi trần thế là phải chịu kiếp luân hồi. Luân hồi nghĩa là đời này là người, nhưng đời sau có thể là thực vật, động vật, thậm chí là vật vô giác vô tri. Cũng giống như biển xanh qua tháng năm đằng đẵng mà biến thành ruộng cạn, dẫu kiếp này là anh hùng hào kiệt, là bậc công tử vương tôn, thì ai còn biết rằng kiếp sau có được mang thân người hay không. Vậy mới nói, đời người là bể khổ, hạnh phúc dạo có cũng chỉ là niềm vui thoáng qua, huy hoàng cả một đời cũng chỉ như ánh đèn lóe lên trong phút chốc. Đời người là bể khổ, khổ nhưng cũng là mê. Con người sống trong mê nên mới chìm đắm trong danh lợi vật chất mà quên mất bản nguyện của mình là phải quay trở về. Ở đây không phải chúng ta đang nói đến điều huyền hoặc, cũng không phải nói chuyện hoang đường, mà là đứng từ góc độ Phật gia và đạo gia để hiểu về tác phẩm của người tu hành. Ta biết rằng Ngô Thừa Ân là bậc đại sĩ am hiểu cả Phật và đạo. Ông viết Tây Du Ký không phải để kể những chuyện thần tiên quỷ quái, mua vui cho người đời, mà là thông qua câu chuyện thỉnh kinh của Đường Tam Tạng mà gửi vào đó cả thiên cơ rộng lớn. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào để trở về? Đó chính là tu luyện. Vì tu luyện mà qua mỗi lần văn minh xuất hiện lại có đại giác giả hạ thế độ nhân. Những bậc giác giả như Giê-xu, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng cho nhân loại một con đường tu luyện. Nhưng tu luyện không phải là vứt bỏ hết thảy mọi vật chất, không phải là chối bỏ người thân, cũng không phải là chui vào hang động trong núi, cách xa khỏi nơi xã hội con người. Đâu đó chỉ là phương pháp của một vài pháp môn trong quá khứ, chứ không phải là bản chất của tu hành. Mà bản chất của tu hành thực sự chính là buông bỏ tâm phàm, cuối cùng đạt tới cảnh giới của bậc trí giả. Giống như trong hồi 85, khi Tôn Ngộ Không nói với Đường Tăng rằng Phật tại Linh Sơn mạc viễn cầu, Linh Sơn chỉ tại Nhữ Tam Đầu. Nhưng tâm hữu cái Linh Sơn tháp, hạo hướng Linh Sơn tháp hạ tu. Phật ở Linh Sơn lọ phải cầu, Linh Sơn trước mắt lại tìm đâu. Ai ai cũng có Linh Sơn tháp, tu ở Linh Sơn đạo rất màu. Đường Tăng đã trả lời rằng: "Đồ đệ ạ, ta há không biết sao." Nếu theo 4 câu ấy, dù thiên kinh vạn quyển cũng chỉ là tu tâm. Tu luyện là thần thánh, tu luyện là thiên nhiên. Vậy mà người đời hãy nghe đến tu luyện lại lắc đầu, coi như điều u mê ngu muội. Thân người khó được, Phật Pháp khó tìm, nếu bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này thì sẽ là điều ân hận nhất của sinh mệnh. Bởi vậy, khổ thơ cuối cùng của bài hát kết thúc bằng một câu hỏi, giống như lời nhắc nhở cho mọi chúng ta. Đã phí hoài năm tháng, mang theo bao hoài bão, vì sao mà, ta lại chịu sự an bài này. Tại sao Tôn Ngộ Không lại giấu cây gậy như ý ở tay mà không phải chỗ khác? Mọi người đều biết trên đường đi lấy kinh, binh khí Tôn Ngộ Không sử dụng nhiều nhất chính là cây gậy như ý. Trên đường phò mã Đường Tăng đi lấy kinh, Tôn Ngộ Không đã diệt trừ được biết bao nhiêu yêu quái. Cho dù lên tới thiên đường hay xuống tới địa ngục, Tôn Ngộ Không cũng chưa bao giờ rời xa cây gậy như ý của mình. Những lúc đánh nhau với yêu tinh, cây gậy như ý phát huy sức mạnh thần kỳ làm người xem vô cùng thích thú. Tuy nhiên trong một số tập phim, cây gậy đã bị yêu quái cướp mất. Sau đó, sức mạnh của Tôn Ngộ Không đã bị giảm đi rất nhiều. Tôn Ngộ Không chỉ còn cách lên trời cầu xin sự giúp đỡ của các vị thần tiên. Vậy, không rõ trong cây gậy như ý này ẩn giấu một sức mạnh huyền bí đến mức nào. Đầu tiên, cây gậy như ý là một cây gậy không giống với các cây gậy thông thường, nó do Thái Thượng Lão Quân tôi luyện thành. Chúng ta đều biết, Thái Thượng Lão Quân vốn có một lò luyện đơn vạn năng. Rất nhiều bảo bối trên thiên giới đều từ đây mà ra, cây gậy thần kỳ của Tôn Ngộ Không cũng là một trong những tuyệt tác của Thái Thượng Lão Quân. Vào thời kỳ Đại Vũ Hạ Vũ trị thủy, cây gậy này đã phát huy tác dụng to lớn trong vai trò làm thước đo độ sâu của nước. Sau đó đã trở thành báu vật trấn cung ở Đông Hải Long Cung. Nói đến đây, chúng ta không thể không nói tới lần Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Một mình Tôn Ngộ Không làm náo loạn cả thiên đình đã phải cự Thác Tháp Nguyên Vương, Na Tra, Nhị Lang Thần ra ứng phó. Sau cùng, mọi người đã hiểu, Ngộ Không làm được như vậy là nhờ vào cây gậy như ý này. Cây gậy được làm từ thép toàn thân mạ vàng, bên trên có hoa văn tinh tế. Điều đặc biệt của cây gậy là nó có thể phóng to thu nhỏ hàng trăm lần. Nó được điều khiển bằng suy nghĩ của Tôn Ngộ Không. Do cây gậy này có thể biến thành cây cột cao bằng núi, cũng có thể thu nhỏ chỉ bằng cây kim. Vì thế, nó được gọi là cây gậy như ý. Nói đến đây, có thể mọi người sẽ liên tưởng tới những vũ khí được sử dụng trong phim hành động của Mỹ như phim Người Vận Chuyển, Người Kiến, vân vân. Ngày nay, những vũ khí này đều là những thành quả của khoa học kỹ thuật hiện đại, là kết tinh trí tuệ của con người. Vậy mà từ xưa, chiếc gậy như ý thần thánh đã được nghĩ tới và được Tôn Ngộ Không sử dụng trong suốt một thời gian dài. Trong phim, chiếc gậy như ý được Tôn Ngộ Không được biến hóa thành nhỏ như cây kim và cất giấu ở tay. Khi chưa được lệnh của Tôn Ngộ Không, cây gậy không bao giờ tự ý rời khỏi chỗ của mình, cũng không bị rơi ra ngoài. Mọi người sẽ hỏi, bình thường tay chúng ta đâu có thể cất giữ một đồ vật gì, huống hồ để một cây kim ở đó, chẳng lẽ không bị ngứa bị đau hay sao? Vậy tại sao Tôn Ngộ Không lại không hề bị sao cả? Đề cập tới vấn đề này, chúng ta phải nói tới đặc điểm của kim loại làm ra cây gậy như ý này. Do cây gậy có đặc tính đặc biệt và khả năng biến hình, vì thế tác giả Ngô Thừa Ân đã phụ phép cho nó có một sinh mạng giống như con người. Tất cả những khả năng thần kỳ ông đều ném vào trong vũ khí này. Chiếc gậy ngoài khả năng có thể thu về kích thước rất nhỏ, nó còn có thể uốn tròn như chiếc nhẫn, có thể tự bay đi và thu về trong tay theo ý nghĩ chỉ đạo của Tôn Ngộ Không. Bề ngoài cây gậy được mạ vàng nên nó không hề bị ăn mòn hay han rỉ do mồ hôi. Vậy, tại sao Tôn Ngộ Không phải cất chiếc gậy như ý ở tay mà không phải những chỗ khác? Thiết nghĩ, cây gậy đó nặng tới 1.3500 cân. Khi càng thu nhỏ lại, mật độ của nó sẽ càng tăng, trọng lượng có lẽ sẽ không thay đổi. Vì thế, cây gậy này sẽ không thể để trong túi hoặc ở vùng eo được. Vậy, nơi nào là nơi thích hợp lại tiện lấy ra cất vào đây? Ngoài hai tay ra, chỉ có thể là ở tay. Ở miệng thì càng không được, vì Tôn Ngộ Không là người mau mồm mau miệng. Để ở miệng thì thật không tiện chút nào. Một cây gậy nặng như vậy, nếu không phải là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại thì sẽ không ai có thể sử dụng nó một cách nhẹ nhàng như thế. Nếu nói nghiêm túc, có hai cách lý giải như sau. Cách thứ nhất, thời xưa, ngũ quan trên mặt người tương ứng với ngũ hành, mắt là mộc, lưỡi là hỏa, miệng là thổ, mũi là kim, cuối cùng là tai tương ứng với thủy. Nói như thế này là các bạn đã có thể thấy rất rõ, gãy như ý là định hải thần châm, là mệnh thủy. Vì thế phải để vào nơi là thủy như thế mới thuận theo tự nhiên. Cách thứ hai, có lẽ do tác giả Ngô Thừa Ân khi viết truyện Tây Du Ký đã biến tấu dựa trên những câu chuyện dân gian. Với những ai đã từng nhìn thấy con khỉ đều biết, khỉ rất thích vào đầu bứt tai, đây là một động tác đặc trưng của loài khỉ. Vì thế, các nghệ nhân dân gian đã bố trí nơi cất cây gậy như ý vào tay là thể hiện đúng bản sắc riêng của con khỉ đá Tôn Ngộ Không, giúp việc lấy ra lấy vào cũng rất tiện lợi. Sau cùng, chúng ta hãy cùng thảo luận vì sao cây gậy như ý lại biến thành một cây kim mà không phải là một hạt gạo. Mặc dù đây là một câu chuyện thần thoại, nhưng nghệ thuật bản thân nó bắt nguồn từ tự nhiên. Tôi tin chắc mọi người đã từng nghe qua câu có công mài sắt có ngày nên kim. Câu chuyện này bản thân nó có ý nghĩa muốn khuyên rằng con người làm việc gì cũng phải kiên trì, cuối cùng sẽ gặt hái được thành công. Nhưng ở đây do chịu ảnh hưởng của đạo giáo và truyền thuyết đại vũ trị thủy cuối cùng đã thành thần thánh, nên ý nghĩa biến cây gậy thành một cây kim cũng là điều dễ hiểu. Bản thân cây gậy là tượng trưng cho những gian nan vất vả trên đường đi lấy kinh của thầy trò Đường Tăng. Chúng ta đều biết hàm ý sâu sắc ở đây là dù có khó khăn tới đâu, chỉ cần cố gắng là có thể vượt qua. Có tài liệu đã viết, thực tế cây gậy như ý này là một vật không thể thiếu trên người Tôn Ngộ Không. Vì khi chưa đắc đạo, Tôn Ngộ Không là một đệ tử thực thụ của đạo giáo. Sư phụ của Tôn Ngộ Không, Tổ sư Bồ Đề, cũng chính là một đệ tử của đạo giáo. Những người bạn Tôn Ngộ Không kết giao ở Hoa Quả Sơn cũng là những đệ tử của đạo giáo. Khi Tôn Ngộ Không lên thiên đình làm bậc Mã Ôn, là thời kỳ Tôn Ngộ Không bị quản giáo bởi Ngọc Hoàng Thượng Đế. Sau đó, Tôn Ngộ Không bị nhốt ở núi Ngũ Chỉ và gặp được Đường Tăng. Đây chính là con đường từ đạo giáo chuyển sang Phật giáo của Ngộ Không, tượng trưng cho việc chuyển đổi thân phận của Ngộ Không. Tổng thể chúng ta thấy rằng cây gậy như ý là một sự tồn tại rất kỳ diệu của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không và cây gậy đã không rời nhau trong suốt chặng đường đi lấy kinh. Có cây gậy này, Tôn Ngộ Không đánh trăm trận trăm thắng, đánh cho lũ yêu quái chạy tán loạn. Nhưng trong đó cũng có những lần cây gậy đã bị đánh cắp. Nhớ nhất là lần cây gậy bị chiếc ghế của Thái Thượng Lão Quân lấy cắp. Tôn Ngộ Không đã bị tổn thương tinh thần, sau đó cũng không còn cách nào, đã phải cầu cứu các vị thần tiên trên thiên đình. Mỗi lần Tôn Ngộ Không biến hóa, chiếc gậy cũng biến theo cùng. Điều này càng khẳng định thêm sự gắn bó mật thiết của người và vật. Nhưng vì sao khi Tôn Ngộ Không đã thành Phật, cây gậy lại tự biến mất? Điều này cho thấy cây gậy chính là một vật quý báu của đạo giáo. Khi thân phận của Tôn Ngộ Không thay đổi, cây gậy cũng tự động mất đi. Bí mật đằng sau cảnh nóng phim Tây Du Ký năm 1986 khiến nhiều người giật mình. Sau khi biết được thông tin này, nhiều khán giả trung thành của Tây Du Ký năm 1986 vô cùng bất ngờ và cho rằng mình đã bị lừa. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng tỏ ra thích thú với bí mật này. Tây Du Ký năm 1986 được xem là một trong những bộ phim kinh điển mọi thời đại của khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam. Dù thời đó công cụ làm phim khá nghèo nàn, nhưng Tây Du Ký năm 1986 vẫn chiếm trọn nhiều trái tim của khán giả cho đến tận ngày nay. Hơn 30 năm, nhưng những chi tiết đắt giá cũng như bí mật hậu trường luôn là đề tài thú vị của nhiều khán giả, đặc biệt là những cảnh phim táo bạo trong phim. Như nhiều người đã biết, tập phim Trưa Bắt Giới gặp bầy nhện tinh ở bàn tơ động được xem là cảnh quay táo bạo nhất trong phim Tây Du Ký năm 1986. Tuy nhiên, bí mật đằng sau cảnh quay đó khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Cứ ngỡ rằng bầy nhện tắm cùng Trưa Bắt Giới, khi đó là bảy cô nàng xinh đẹp không ngại hở hang nhảy xuống nước và có những cử chỉ hết sức táo bạo, thì thật ra đó chỉ là những diễn viên nam đóng thế. Trang báo điện tử QQ cho hay, năm đó đa số toàn bộ diễn viên đều phải tự thực hiện những cảnh quay nhào lộn đánh trên không. Tuy nhiên, đến cảnh tắm trong tập lạc vào bàn tơ động, các diễn viên nữ đều không chịu mặc trang phục hở hang và đòi phải kín đáo. Một nhân viên đoàn làm phim cho hay, năm đó cả khán giả và diễn viên đều có tư duy bảo thủ. Đa số những diễn viên nữ đều từ 16 cho đến 20 tuổi. Họ không chấp nhận mặc trang phục hở vùng bụng hay để lộ bất cứ da thịt nào. Thậm chí có người còn dọa nếu ép họ mặc trang phục hở vai, họ sẽ bỏ đoàn không đóng phim nữa. Và đó chính là lý do đoàn làm phim phải sử dụng những kỹ xảo thô sơ và nhờ diễn viên nam cởi áo thay cho 7 chị em nhìn nhận. Mặt khác, phân cảnh dưới nước khi tắm phải nhờ một số diễn viên nam đóng thế giúp. Nhân viên đoàn làm phim chia sẻ thêm, vì diễn viên nữ bảo thủ trong những chi tiết này nên chúng tôi buộc phải nhờ các diễn viên nam và đặt ống kính xa xa tạo hiệu ứng khói mờ ảo để đánh lừa khán giả. Dù vậy, sau khi biết thông tin này, nhiều khán giả đã dở khóc dở cười vì bấy lâu nay cứ tưởng 7 nàng nhìn nhện là những nữ diễn viên xinh đẹp. Suy cho cùng, bộ phim nào cũng phải tùy cơ ứng biến để có thể hoàn thành tốt tất cả các cảnh quay và mang đến cho khán giả một bộ phim tuyệt vời cho đến ngày nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!